Báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí tên gọi là luật căn cước và tên thẻ căn cước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận định, quy định chứng minh nhân dân hết giá trị sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2024, cơ bản không tác động lớn đến hoạt động giao dịch của người dân. Theo báo cáo thẩm tra được chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới, trình bày tại phiên họp toàn thể Quốc hội sáng ngày 25 tháng 10, việc sử dụng tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học, bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, gồm cả công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch, phù hợp với bản chất và mục tiêu quản lý căn cước của nhà nước ta, phù hợp với phương thức quản lý trong thời kỳ công nghiệp 4.0, xây dựng chính phủ số, xã hội số. Việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo luật chính phủ trình, không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tên luật căn cước và tên thẻ căn cước như chính phủ trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc khắc phục sự cố lật xe do lũ tại khu du lịch Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, tiếp tục chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả sự cố, chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có, theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan có liên quan, khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan, khẩn trương xử lý khắc phục hậu quả sự cố trên, theo đúng quy định, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong cả nước, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch. Ngày 25 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết có văn bản đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn GBQ, địa chỉ khu du lịch làng Cù Lần, thôn Suối Cạn, xã Lác, huyện Lạc Dương tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch làng Cù Lần. Việc tạm dừng diễn ra ngay sau khi xảy ra vụ lũ quét cuốn trôi xe ô tô, làm 4 du khách người Hàn Quốc tử vong. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn GBQ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Trong ngày 25 tháng 10, đoàn liên ngành tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường khu vực xảy ra vụ lũ cuốn xe ô tô chở khách và các điều kiện kinh doanh tại khu du lịch làng Cù Lần. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, nhân viên lái xe khu du lịch làng Cù Lần đang lái xe chở khách tham quan trải nghiệm dọc suối thì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi. Trên xe có 5 người, trong đó có 4 du khách Hàn Quốc, gồm 2 nam, 2 nữ. Hậu quả, 4 du khách đã tử vong, riêng lái xe bị thương sau vụ việc. Ngày 25 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một bệnh nhân nam 30 tuổi, ngụ tỉnh Long An, đã tử vong có liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch giai đoạn cuối đã được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo tóm tắt của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân nhập viện ngày 2 tháng 10 vì sốt, nổi mụn nước 9 ngày. Bệnh nhân được nhập viện cách ly điều trị, xét nghiệm sang thương mụn nước, có kết quả PCR dương tính với đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh, kháng nấm, kháng lao, thở máy, lọc máu. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến nặng và tử vong sau 18 ngày điều trị tích cực. Hiện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để có kết luận và báo cáo chính thức về trường hợp này. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tối ngày 22 tháng 10, ngành y tế thành phố đang điều trị cho 20 ca mắc đậu mùa khỉ, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 25 tháng 10, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định kỷ luật đối với ông Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh. Ông Trần Phước Phi bị kỷ luật hình thức khiển trách với vai trò người đứng đầu để xảy ra sai phạm tại đơn vị. Vị lãnh đạo này cho biết vi phạm chưa đến mức luân chuyển công tác,
nên ông Phi vẫn được giao giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh trong thời gian tới. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, quyết định kỷ luật ông Phi căn cứ theo cơ sở kết luận thanh tra trước đó của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về phát triển rừng, sử dụng rừng tại Lô 2, khoảnh 11, tiểu khu 98, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh quản lý. Theo kết luận thanh tra, trước đó Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện này cho phép 5 nhân viên bảo vệ rừng ở trạm bảo vệ rừng Vĩnh Sơn trồng sen và khai thác cây keo lai, kết hợp trồng bổ sung cây sao đen trên diện tích 4,5 hectare đất và rừng phòng hộ nhằm góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của các nhân viên bảo vệ rừng. Tuy nhiên, việc nghiệm thu rừng hàng năm không đầy đủ, không thực hiện nghiệm thu và kết thúc công trình lâm sinh để đánh giá chất lượng rừng trồng đối với 3 công trình trồng và chăm sóc rừng. Tự ý cho trồng sen canh keo lai trên 4,5 hectare rừng chưa đúng với hồ sơ thiết kế kỹ thuật về trồng rừng phòng hộ. Ngoài ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện này cho phép khai thác cây keo lai trong rừng phòng hộ, nhưng không lập phương án khai thác theo quy định Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, dẫn đến làm ảnh hưởng chất lượng cây sao đen. Kết quả giám định tổng thiệt hại rừng trồng hơn 96 triệu đồng. Ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt nhóm đối tượng chuyên sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Thanh Hóa khám xét đồng loạt 10 địa điểm là nhà máy sản xuất, kho chứa hàng hóa và nhà xưởng in bao bì sản phẩm tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Qua khám xét, công an thu giữ hơn 4.000 thùng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe giả với hơn 100 mã hàng, hơn 60.000 sản phẩm và hàng nghìn vỏ bao bì giả với tổng số tiền hàng hóa ước tính hơn 10 tỷ đồng. Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Lê Quý Đôn, sinh năm 1987, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Gonwin, địa chỉ tại khu công nghiệp Tiên Sơn, thành phố Từ Sơn. Hoàng Thị Nga, sinh năm 1981, trú phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vũ Huy Hải, sinh năm 1989, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Haloka, địa chỉ tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Lương Trọng Phúc, sinh năm 1987, giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại bao bì Đại Thắng, địa chỉ tại phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Các đối tượng đã thành lập công ty sản xuất, công ty chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, nhưng không có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ công ty, không treo biển bảng công ty, và hầu hết các công ty này đều do các thành viên trong gia đình đứng tên giám đốc, nhằm che mắt cơ quan chức năng. Sau khi hàng hóa được sản xuất, các đối tượng xây dựng hệ thống đội ngũ nhân viên thị trường đông đảo, tiếp cận các nhà thuốc, phòng khám, đại lý thuốc tân dược để bán sản phẩm. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.